khởi nguyên vũ trụ là hư vô, gần như hoàn toàn trống rỗng, vắng lặng tịch tĩnh như không có gì. Lại ẩn tàng trong ấy hai khí tương sinh tương khắc nhau, gọi là âm dương khí. Lúc bấy giờ, từ trong hư vô khí, hai làn khí âm dương kết hợp với nhau, phát sinh một quần sáng và tiếng nổ lớn bao la vang động khắp thiên không vô tận. Ánh sáng ấy chính là khối năng lượng thái cực vĩ đại, tạm gọi là cội đạo. Tiếng nổ đó chính là tiếng ôm vi diệu mà khoa học gọi là Big Bang. Do vạn loại, vạn linh đều phát xuất từ đây, nên còn gọi khối năng lượng thiêng liêng ấy là đại từ phụ, đại từ mẫu của muôn vật loại. Vũ trụ bắt đầu xuất hiện các dòng khí, năng lượng khác nhau, tạm gọi nôm na là ngũ khí. Ngũ khí luân chuyển xoay vần nên gọi là ngũ hành, bổ sung và khắc chế lẫn nhau liên tục. Sau đó, ngũ khí thanh nhẹ phân định rõ ràng thành các tầng thiên vô vi tinh khiết thanh tịnh, gọi là thượng giới hay thiên giới. Ngũ khí trọng trượt lắng động, hấp dẫn nhau, kết tinh lại thành các tinh cầu thiên thể hữu hình, hay gọi là địa giới, hạ giới. Khoảng không gian ở giữa các cõi hạ giới tiếp nối với thượng giới thì gọi là trung giới. Trung giới là phần không gian tiếp nối, nằm giữa hạ giới hữu hình trọng trượt và thượng giới vô vi thanh tịnh. Cõi trung giới được chia thành 4 khu vực lớn, gọi là Tứ Đại Bộ Châu. Tứ Đại Bộ Châu chia theo 4 hướng: Tây Ngưu Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lưu Châu. Mỗi khu vực như vậy đều có sự sinh hoạt, tinh tấn, luật lệ vận hành riêng biệt, phù hợp với các cõi hạ giới trực thuộc. Địa cầu chúng ta đang sống thuộc trung giới lẫn hạ giới. Nếu xét ở không gian trung giới, địa cầu của chúng ta nằm trong khu vực Nam Thiệm Bộ Châu. Nếu xét về cõi hạ giới, thì địa cầu của chúng ta đang sống có tên gọi là Đệ Lục Thập Bát Địa Hoàng, nghĩa là địa cầu số 68. Tây Ngưu Hóa Châu là nơi có sự tinh tấn phát triển nhiều nhất trong Tứ Đại Bộ Châu. Nơi này chúng sinh hữu tình sống hòa đồng nhân ái cùng nhau, chẳng còn cảnh chém giết sát mạng, tàn hại và ăn thịt lẫn nhau. Chúng sinh chuyển sinh về đây thường vẫn còn đau khổ do chấp niệm, tu tập chưa tinh tấn trọn lành hoàn toàn, cho dù đã có thần thông và trường thọ. Thọ mệnh của họ được tính bằng phước báo mà họ đã gieo trồng ở cõi ấy, cũng như các cõi hạ giới khác. Sự tham dục ở cõi này là tham làm thiện nghiệp liên quan đến vật chất, nhưng làm để cầu được phước báo quả lành quay lại cho mình thọ hưởng. Nền tảng để phát triển, tinh tấn ở đây dựa vào việc làm việc phước thiện, phước báo, tích trữ lương thực, của cải để độ duyên chẩn tế, tặng cho biếu đến chúng sinh các cõi giới khác, hay là tạo tác lễ vật hỷ hiến, tế lễ đến chư vị nơi các cõi giới cao hơn. Các cõi hạ giới và trung giới ở Tây Ngưu Hóa Châu đều thường xuyên có các vị ngộ đạo hoặc chư vị nơi thượng giới giáng hạ thuyết pháp. Do niềm tin của cõi này mạnh, cũng tinh tấn nhiều, nên chư vị thị hiện hữu hình thường xuyên. Đông Thắng Thần Châu là cõi có chúng sinh khá lương thiện. Tuy vẫn còn những tranh đấu, ức hiếp lẫn nhau về mặt thần thông, nhưng cơ bản là cõi tốt đẹp gần giống với thượng giới. Linh hồn chuyển sinh về cõi này đa phần đều ở cấp nhân thần và thiên thần. Chúng sinh ở đây thường trường thọ. Thọ mệnh của họ được tính bằng việc hấp thu linh khí của trời đất để tăng thọ mệnh của mình. Khi họ sử dụng thần thông để độ duyên lành cho chúng sinh, thọ mạng của họ được tăng lên thêm, thần thức cũng dần được tinh tấn. Khi họ buông xả được ý niệm về ham muốn có thêm thần thông mới tồn tại trường tồn được, từ bỏ được ý niệm dùng thần thông để khẳng định bản ngã cá nhân của mình, thì lúc ấy họ có thể chuyển sinh, vượt qua cõi trung giới này mà đến các cõi giới khác. Khi linh hồn ở đây chưa thật sự hòa nhập được với đạo tự nhiên, thì vẫn còn phải lẫn quẩn trong trung giới. Khi dùng thần thông để mưu cầu tư lợi quyền năng, thỏa mãn bản ngã cá nhân của mình, muốn cậy uy quyền để ức hiếp chúng sinh cõi khác, lúc bấy giờ
linh hồn ấy có thể chuyển sinh thành quỷ vị. Nam Thiệm Bộ Châu là khu vực có ánh quang minh của Thái Dương chiếu rọi. Địa cầu của chúng ta đang sống là đứng số 68 trong thất thập nhị địa, 72 địa cầu, là cõi giới hữu hình sâu chót hết về sự tinh tấn trong các cõi ở Nam Châu này. Chúng sinh chuyển sinh về cõi này thường có đầy đủ các sự hỷ lạc, vui sướng, buồn đau, khổ não, đủ mọi cung bậc cảm xúc, cũng có thể hiểu là nơi hỗn loạn vậy. Tâm tình của chúng sinh cõi này thường thay đổi thất thường, tùy theo những lý sự diễn biến buồn vui, đến với họ thay đổi liên tục mà biểu tình vô cùng phức tạp. Chúng sinh cõi này khó định tâm, ý hướng khó chuyên chú vào một việc, cho nên ít ai có thần thông cao siêu. Ở đây, sự hỗn tạp đủ đầy từ đau khổ ác trược đến thiện lành tinh tấn, sống chung đụng cùng nhau. Vì đây là cõi chúng sinh đang quá trình học hỏi, nhận biết, cho nên cũng còn rất nhiều sự khổ, tuy là ít khổ hơn Bắc Châu. Do vậy, những chúng sinh có ý hướng tu tập, hành thiện lập công bồi đức lại dễ dàng lập thiện nghiệp vì cảnh khổ quá nhiều. Muốn giúp sẽ giúp được, nhưng bù lại, do cám dỗ vật dục, chúng sinh vô minh chung đụng nhau nhiều, cho nên việc tu tập tinh tấn là rất khó trong sự hỗn loạn. Mắt Câu Lưu Châu là khu vực có trường không khí âm hàn, hiếu hơi ấm nóng sáng do nằm đối diện cách xa Nam Thiệm Bộ Châu, vốn là nơi có Thái Dương chiếu sáng và sưởi ấm. Cõi này có âm khí nặng nề, được xem là nơi cư ngụ của nhiều chủng loài tà linh, ác linh, quỷ mị, có tâm tình xu hướng ích kỷ, bất thiện, có chấp niệm nặng, lại có thần thông, ham thích bạo động, chiến đấu tranh giành với nhau về lãnh thổ, quyền lực, quân binh. Đa phần không gian của cõi này đều thiếu ánh sáng, âm u mờ mịt, cho nên có nhiều nơi của cõi này được hiểu là cõi âm quan, u minh giới. Do chúng sinh chuyển sinh về đây có chấp niệm về sự khổ não, phiền muộn, cầu bất đắc nhiều thứ danh lợi quyền, tham sân si đủ đầy, cho nên ít có những linh hồn có thần thông, pháp lực cao. Ở cõi giới này, từ trung giới đến hạ giới đều nặng nề u ám. Chúng sinh vô minh nên thường làm gây đau khổ cho nhau, tàn hại lẫn nhau. Nơi này thường được các âm linh ít tu tập chánh đạo cư trú. Các vị quỷ vương thường chọn châu này làm trú xứ của mình